Một năm trôi qua rất nhanh với những vội vàng, tất bật của cuộc sống. Chính vì thế, những khoảng thời gian đầu xuân chính là khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt khi cả gia đình bên nhau. Cũng là lúc mọi người được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, sức khỏe và tinh thần cho một năm mới. Lúc này, có lẽ nhiều người đang đi thăm người thân, bạn bè. Cũng có nhiều gia đình lựa chọn những chuyến du lịch xa. Và cũng sẽ có những người chọn cho mình một khoảng không gian tĩnh lặng để có thể sống chậm, lắng lại với những thú vui tao nhã. Đó là nội dung của Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay. Rất yên bình và thật tinh tế. Mùa xuân thì không thể thiếu hoa. Trong đó, chơi hoa thủy tiên là một thú chơi tinh tế, công phu và tao nhã không biết có từ bao giờ của người Hà Nội xưa. Mà người ta vẫn gọi là thú chơi đĩa vàng, chén ngọc. Nếu như ai cũng có thể dễ dàng ra vườn để mua một cành đào, cây quất thì thủy tiên khác hẳn. Làm thế nào để gọt được thủy tiên cho hoa nở vào đúng đêm 30, mùng 1 Tết? Làm sao để tỉa cho khéo? Ai thích hoa nở tròn là có hoa tròn đầy, ai thích hoa nghiêng bên phải là có nghiêng bên phải. Tỉa một bát hoa tỉ mỉ đến cả tháng, dường như thú chơi. Tôi học được nhiều điều. Sự tĩnh lặng nó có giá trị gì? Cái thú chơi của cha ông nó có giá trị gì? Nó sẽ giúp chúng ta kết nối với các thế hệ như thế nào? Cái việc mà chém vào hoa, chém vào nụ, chém vào giò là cái chuyện thường xuyên. Và hầu như cái nguyên nhân chính mà nó xảy ra cái điều đấy, đấy là người ta không tập trung vào công việc. Cái sự mà chúng ta tập trung vào công việc, vào thao tác, đưa cái tinh thần của chúng ta trở về một cái trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, thì chúng ta có khả năng thông suốt rất là nhiều chuyện. Và có một cái điều mà rất quan trọng, đấy là ta học được cái cách tìm niềm vui, tìm hạnh phúc trong những công việc rất đời thường, rất nhỏ nhặt. Nó chỉ là một cái bắp hoa giống như củ tỏi, giống như củ hành tây. Và ta học được rất nhiều thứ từ đây. Nhìn thành quả của gần một tháng tận tâm chăm sóc, người ta có thể hít những hơi thở sâu để cảm nhận công sức được đền đáp. Có thể thấy hương hoa thanh ngọt dễ chịu trong những ngày đầu xuân mới. Và năm mới đến như thế, đủ ngất ngây. Không chỉ thưởng hoa, xưa kia những nhà quyền quý ở Hà Nội mùa xuân thường ướp trà với hoa thủy tiên để gia đình có thể dùng hoặc đãi khách thân. Hoa thủy tiên được hái rất nhẹ nhàng, trà với hoa được trộn theo tỷ lệ nhất định, không đem sấy mà cho vào chai con cóc, một loại chai phổ biến thời xưa. Sau đó đóng nắp bằng xi măng cho thật kín, rồi cất nơi thoáng mát để uống quanh năm. Ngày nay thì hầu như không ai ướp trà với loài hoa thủy tiên này nữa. Nhịp sống hối hả, người trẻ dường như chẳng còn có thời gian cầu kỳ để ướp trà. Thế nhưng thưởng trà thì đang trở thành một xu hướng của họ trong dịp đầu xuân. Trong phong tục, tập quán người Việt, trà không thể thiếu trong những dịp lễ hay khi gia đình sum họp, khách đến chơi nhà. Qua thời gian, người trẻ ngày nay cũng thưởng trà với nhiều biến tấu mới. Những ấm trà đượm hương, thấm vị hay nhanh hơn là trà sủi bọt, trà hoa quả. Không gian thưởng thức cũng được mở rộng, chăm chút và trở nên đa dạng hơn với những quán nhỏ, mộc mạc, những góc xanh thân thiện và an yên. Các bạn trẻ trong cái lứa tuổi từ 23 đến 28 tuổi có thể là sẽ không uống những cái chén trà đặc trát, không uống những thứ mà nó quá là già dặn. Các bạn ấy sẽ vẫn thích tìm hiểu nó như là một cái cách là tìm về cái nguồn gốc của cha ông. Tìm đây là một cái thứ thức uống mang tính văn hóa và truyền thống khá là cao. Nhưng mà cái lựa chọn các bạn ấy hầu hết là sẽ như là trà hoa quả, trà sữa, thậm chí các bạn uống trà chanh hay những cái thứ khác. Nó có rất là nhiều biến tấu và ngoại hiện đối với trà. Thật ra tất cả mọi người đều uống trà, làm cho cái thức uống đấy nó trở nên gần gũi hơn. Các quán trà truyền thống như một lựa chọn để những người trẻ hôm nay tìm lấy sự yên bình sau nhiều bận rộn, để hiểu hơn về những giá trị văn hóa, nét đẹp xưa cũ và để sống chậm hơn lắng nghe tiếng lòng của chính bản thân mình. Khi uống trà thì tôi cảm thấy khá là thoải mái, thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Cuộc sống như cách pha trà. Khi cái tôi được đun sôi, khi lo lắng được bay hơi, khi những muộn phiền được pha loãng, và chỉ còn sự hạnh phúc nhẹ nhõm trong làn hương nhẹ. Một ấm trà nóng hay những ly trà pha chế như những giọt chậm của cuộc sống, như sợi dây kết nối bền chặt cho những mối thâm tình. Có thể nhiều người cho rằng trước bao bộn bề công việc mà giới trẻ vẫn có thời gian để thưởng trà, ngắm hoa thì thật là xa xỉ. Thế nhưng lại cũng có quan điểm, sống chậm không có nghĩa là tụt hậu. Lắng lại, dành một chút thời gian để thưởng vị thơm ngon của trà, chơi hoa, ngắm hoa cho tinh thần sảng khoái, tâm hồn thư thái, nạp được những năng lượng tích cực để rồi lại làm việc sáng tạo, hăng say hơn. Ấy chính là cân bằng trong cuộc sống. Chúng ta thấy nhịp điệu cuộc sống có một xu hướng càng ngày càng mau, càng ngày càng hối hả, và đặc biệt càng ngày càng áp lực. Con người ta cùng lúc quan tâm quá rất nhiều vấn đề và lo lắng rất nhiều vấn đề và rất nhiều hành động. Thì để chống lại cái đó thì gần đây có những phong trào chủ trương sống chậm hoặc là sống tối giản. Trong cái cuộc sống hối hả đó, lựa chọn những thời điểm để mà người ta có thể nghỉ ngơi, có chậm lại để nghĩ về mình, để hưởng thụ và tái sản xuất sức lao động. Thế thì dịp Tết cũng là một cái dịp mà chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta nhìn lại, chúng ta làm thế nào tránh sự tới hạn của nhịp điệu cuộc sống để mà trong khoảng đó tĩnh tâm trở lại. Nếu ta ốm được, chúng ta sẽ không có hạnh phúc trong cuộc sống. Nhiều thú vui nho nhỏ sẽ tạo nên nhiều niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Nhiều niềm vui nhỏ sẽ tạo nên chữ an, chữ phúc. Bởi giữa thế giới số đầy rẫy những thông tin, giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi ta cần tĩnh lặng để chiêm nghiệm, để thấy hạnh phúc là những điều vô cùng giản dị xung quanh ta. Ai hầu như cũng bận rộn và sẽ thấy thiếu thời gian. Thế nhưng nếu như khéo léo sắp xếp thì ta vẫn có một góc nho nhỏ cho riêng mình. Một góc nhìn văn hóa về sống chậm ngày hôm nay, thứ Bảy đầu tiên của năm mới Quý Mão. Xin được cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.